Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Kia Exceed hoàn toàn mới sẽ hấp dẫn giới trẻ. Mang kiểu dáng lai giữa dòng xe sedan và crossover, Kia Exceed hấp dẫn khách hàng trẻ với ngôn ngữ thiết kế thời trang và hiện đại. Ngoại hình của Kia Exceed thừa hưởng những đường nét từ ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Kia. Khách hàng có thể chọn mâm 16 inch hoặc là nâng cấp sang loại thể thao 18 inch. Ngoài ra, Kia còn cung cấp màu sơn vàng Quantum Yellow đặc biệt chỉ có trên Exceed. Nằm ở phân khúc crossover cỡ C với thông số chiều dài trục cơ sở ở ngưỡng 2650mm, Exceed tương đồng với những mẫu xe còn lại trong họ nhà Exceed. Khi đem ra so sánh với những mẫu crossover khác của Kia, Exceed lớn hơn đôi chút so với Stonic và Seltos, trong khi đó lại nhỏ hơn Sportage. Bên trong nội thất, Kia Exceed quen thuộc ở hầu hết các chi tiết với các dòng xe Kia từ đời năm 2019. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế tablo, bảng đồng hồ với màn hình 12,3 inch, màn hình trung tâm 8 inch hoặc là 10,25 inch có cảm ứng và tùy chọn. Cho đến độ rộng rãi của hai hàng ghế, tương tự ngoại thất, nội thất của Kia Exceed có tùy chọn phối màu vàng đen trông rất trẻ trung. So với Kia Exceed, mẫu Exceed mới chỉ được cải thiện khoang hành lý phía sau thêm 31 lít nữa để đạt mức 426 lít tiêu chuẩn và tối đa là 1.378 lít khi gặp hàng ghế thứ hai. Ưu điểm này giúp cho Exceed ghi điểm với khách hàng châu Âu, những người luôn yêu cầu một khoang hành lý rộng rãi và tối ưu cho các chuyến đi. Kia cung cấp cho mẫu crossover nhỏ nhắn này các loại máy xăng tăng áp 3 xi lanh dung tích 1 lít gói TGDI có công suất 120 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, 4 xi lanh 1,4 lít TGDI có công suất 140 mã lực và mô men xoắn 242 Nm và 1 lít 6 TGDI có công suất 204 mã lực và mô men xoắn 320 Nm. Chiếc xe cũng có các lựa chọn động cơ dầu 1,6 lít có công suất 115 mã lực và mô men xoắn 280 Nm. Khi kết hợp với số sàn và công suất 115 mã lực, mô men xoắn 300 Nm. Biến thể mạnh hơn của động cơ này cho công suất 136 mã lực và mô men xoắn 280 trên 320 Nm tùy theo từng loại hộp số. Những lựa chọn hộp số mà Kia đưa ra cho các phiên bản động cơ trừ 1 lít gồm có số sàn 6 cấp và số tự động 7 cấp hoặc là tự động ly hợp kép 6 cấp tích hợp lấy chuyển số thể thao. Kia Exceed cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Ford Focus Active, một phiên bản gầm cao của Focus Hatchback, bên cạnh đó là Volkswagen T-Roc. Xe sẽ chính thức được bán ra thị trường châu Âu kể từ quý 3 năm 2019. Sau đó, Kia sẽ cho ra đời thêm các phiên bản Exceed với cơ chế motor điện, hỗ trợ mild hybrid và hybrid cắm sạc trong tương lai gần. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.